Châu Ngọc Thủy xin kính chào lại tất cả quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã thường xuyên vô xem kênh Châu Trương Vlog của mình nha. Rất là cảm ơn vô cùng. Nhất là cảm ơn quý vị đã đăng ký. Chỉ trong vòng 3 tháng mà tôi được đăng ký tới 5.000 khán giả. Rất cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Chứ tôi làm từ 2006 tới giờ mà chỉ có 22.000, mà chỉ trong vòng 3 tháng mà được tới 5.000. Như vậy là tôi thấy rằng là sự chia sẻ và nói chuyện của tôi được quý vị thích hơn là những cái chương trình, những cái văn nghệ, văn gừng đủ thứ hết. Tôi đủ loại chương trình hết mà cũng ít người coi. Chỉ ngoại trừ một số ca sĩ nổi tiếng thì cũng có vài trăm ngàn người coi. Và nhất là Phi Nhung, Mạnh Quỳnh thì có cũng gần khoảng 4 triệu người coi. Đó là trong cái thời gian qua. Đó là một cái cuốn video mà tôi được nhiều người coi nhất là Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, gần tới 4 triệu người coi. Nhưng mà 4 triệu người đó chỉ coi thoáng qua rồi thôi, chứ họ không có đăng ký. Nhưng mà khi tôi nói chuyện, chia sẻ thì bắt đầu mọi người mới đăng ký nhiều. Cảm ơn rất là nhiều quý vị. Một lần nữa tôi thành thật cảm ơn quý vị đã yêu mến và thích những sự chia sẻ của tôi, với những lời coi như là comment rất là thân thương, rất là yêu mến. Và bây giờ bắt đầu chương trình là một bạn bình luận như thế này: Việt Tân họ ghê lắm, từ khi mới thành lập ở Thái Lan 1980-1981, nhà báo nào bất đồng ý kiến đều bị thủ tiêu. Châu Trương bị họ nhiều khi viết nhanh quá nó viết láo quý vị, mà mình viết xong là nhiều quá bây giờ mình lại không đọc được cái chữ của mình. Bị họ thưa không thủ tiêu là quá hay, tại vì họ đâu dám thủ tiêu tôi. Bởi vì tôi là người đã là của công chúng rồi, là một. Vấn đề họ đã từng thủ tiêu rồi, mà nếu tôi có chuyện gì là chỉ nhắm vào Việt Tân thôi, không ai khác. Bởi vì tôi không có ai ghét tôi. Không có ai ghét tôi thì lý do gì để thủ tiêu tôi? Trừ trường hợp những cái bài viết của tôi nói về Việt Tân để bảo vệ cho độc giả của tôi khỏi bị lừa lọc, khỏi bị lừa gạt thôi. Bởi vì nếu bạn đi lừa gạt đi chỗ khác thì tôi không nói. Bởi vì bạn về cái nơi tôi ở bạn lừa gạt thì tôi phải nói. Đó là tôi nói ngày xưa là tôi chỉ nói cho độc giả của tôi ở trong cái thành phố Sacramento của tôi nghe thôi, trong quần hạt đó thôi. Thì bây giờ tôi lại mở rộng hơn để cho cả thế giới đều biết cái bộ mặt thật của Việt Tân nó như thế nào. Ai chống là quyền của họ, riêng tôi rất nể phục, kính trọng anh Hoàng Duy Hùng, luôn ủng hộ anh ấy. Châu Trương nói tào lao nhưng vẫn nhiều người vô nghe đấy thôi. Một bạn khác trả lời: anh Châu Thủy nói và chứng minh những điều anh ấy nói. Tôi thấy anh Châu Thủy không có tâm đánh phá đất nước Việt Nam, không tào lao đâu bạn. Đó, một bạn đã trả lời cho bạn đó, tôi không trả lời. Vì sao Việt Kiều hồi hương ngày càng nhiều? Nhà báo chia sẻ có đúng như vậy không? Và lý do hồi hương? Đa số hồi hương là những người về hưu hoặc là những người không còn làm việc nữa, là về hưu. Thì họ thích về Việt Nam sống hơn. Vì Việt Nam dù sao đi ra đường chúng ta cũng nghe và nói bằng tiếng Việt. Và Việt Nam là cái nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên. Nếu ngày nào chúng ta không còn biết tiếng Việt thì lúc đó chúng ta mới hết yêu quê hương. Nhưng mà nếu còn bất cứ một người nào còn biết tiếng Việt, chứ không nói tới mấy đứa nhỏ sau này nó học tiếng Việt, những người nào mà còn biết tiếng Việt tức là họ sẽ yêu quê hương. Sở dĩ mà nhiều người về hưu lớn tuổi bây giờ họ về Việt Nam ở là vì họ có một cái số tiền nhất định rồi, là họ về hưu, ăn hưu. Thì
Khi bạn ăn hưu thì nước Mỹ có cho bạn đi làm. Bạn có thể làm 17.500 một năm trở xuống thì bạn không đóng một đồng tiền thuế nào hết. Nhưng mà bạn nằm cái trên đó 17.501 đô la thôi thì cái đó trở lên bạn sẽ chia một nửa cho chính phủ, đóng thuế một nửa đó. Bạn làm một đồng phải đóng 50 sen, bạn làm hai đồng phải đóng hai một đồng, tức là họ trừ 17.500 đó ra trong cái năm đó. Ví dụ năm nay là năm 2024, ví dụ như tôi ăn hưu à, ví dụ nha, thì tôi ăn hưu đi thì tôi làm có quyền tôi làm được 17.500 đô la, thì cái 17.500 đó tôi không cần phải khai thuế à, đó là cái luật ở Mỹ để nó khuyến khích cho những người về hưu mà họ còn muốn đi làm thì họ có thể đi làm. Bởi vì những người Việt Nam, mấy cụ mấy anh chị lớn tuổi ở Việt Nam về hưu rồi, thật sự về hưu ở bên Mỹ nó buồn lắm, con cháu nó đi học đi làm hết ở nhà một mình, cũng cái lủi thủi đi ra sau vườn rồi trồng hoa trồng cây ăn trái rồi tưới nước rồi làm lụng công việc lặt vặt sau vườn cho nó quên cuộc đời, cho nó quên những ngày tháng còn lại thôi, chứ thật sự nó buồn chán lắm. Và những cái chi phí ở bên đó nó quá cao, nó đắt quá đắt đỏ. Chẳng hạn như tôi cũng đã kể cho quý vị, chẳng hạn như một gói thuốc 3 số 5, hiện nay quý vị mua bên Mỹ từ 14 cho tới 15 đô la một gói. Nhưng mà 14, 15 đô la bạn ở Việt Nam bạn mua có thể một cây hoặc là hơn. Đó, bạn hút một gói bên đó, bằng bên Việt Nam hút một cây. Mà người Việt chúng ta là đa số là có hút thuốc, ai cũng có hút thuốc hết. Chỉ có một số người nào đó họ bỏ thôi, bỏ là vì do áp lực của vợ của con đại khái như vậy, hay là do áp lực của công ăn việc làm, hoặc là do áp lực của giá quá đắt cho nên họ bỏ. Chứ còn đa số vẫn còn hút thuốc, thay vì họ không hút thuốc bên Mỹ được nữa mắc quá thì họ mua thuốc từ Việt Nam gửi qua chừng 40 đô la một cây thì so ra vẫn hút rẻ hơn bên Mỹ là như vậy. Mà ví dụ như họ có tiền hưu à, thì ngàn đi, cho một ngàn đi, họ ở bên Mỹ thì họ chỉ vừa đủ xe, tức là mướn một cái phòng trong một căn nhà cũng 600-700 rồi, còn 300 vừa đủ đổ xăng đổ cồn uống cà phê hút một gói thuốc hết mẹ rồi à, chưa nói đi ăn phở, chưa nói đi ăn bún mỗi ngày. Còn 1.000 đó nếu mà về Việt Nam thuê một căn hộ 3-4 triệu là còn dư khoảng chừng 20 triệu, buổi sáng ăn phở, trưa ăn bún, chiều ăn cơm, chiều nhậu, một tháng cũng không hết 20 triệu. Đó là lý do nhiều người khi về hưu họ muốn về Việt Nam ở, mà lãnh cái tiền thì lãnh tiền bên Mỹ à, nó sướng là nó sướng ở chỗ đó. Nhưng mà sướng được bao lâu bạn thử nghĩ, những người về hưu rồi thì cái sức khỏe của họ càng ngày nó càng yếu đi, nếu như mà không làm lụng, không hoạt động cử động thì nó mau rã rượi. Còn mà nếu về Việt Nam ăn rồi đi chơi có tiền rồi không lo lắng gì nữa, ăn rồi cứ đi chơi, tới chỗ nào ở chỗ đó, tới chỗ nào ăn chỗ đó, vui thì ở buồn thì đi à, tự nhiên con người nó thoải mái, tinh thần nó không còn bị vướng bận bất cứ một cái gì, mà cái tinh thần của chúng ta vui vẻ. Mà khi vui vẻ thì sức khỏe nó biến đi là có người khỏe mạnh à, như tôi, người ta vui vẻ thành ra tôi không bao giờ bị bệnh là lắc nhắc đâu các bạn à, sức khỏe nó sợ những người vui vẻ, cho nên các bạn cần phải phải vui vẻ lên. Mà bác sĩ cũng đã nói rồi à, nụ cười bằng 10 thang thuốc, mà cho nên chúng ta cần phải vui vẻ, cần phải vui cười à, không có gì phải buồn bã, lúc nào chúng ta cũng phải vui cười, không vui cười một mình được thì khi đối diện với người à, trước mặt chúng ta cũng nở lên một nụ cười à, dù tôi không đối diện được quý vị nhưng tôi cũng vẫn nở lên nụ cười để chào hỏi và chia sẻ cùng với quý vị. Đó là cái niềm vui của tôi được chia sẻ cho quý anh chị nghe, mà quý anh chị lắng nghe đó là niềm hãnh diện và hạnh phúc vô cùng đối với tôi. Cảnh sát Mỹ họ được trang bị tầng răng, đi đâu phải có súng đạn đầy đủ, họ trấn áp tội phạm mạnh tay. Cảnh sát Việt Nam trong nước ta ít khi trang bị súng, chỉ trang bị lá chắn, gậy gộc. Xin Châu Trương cho biết phải ở Mỹ như vậy không? Thì một bạn trả lời: ở Việt Nam có luật cho dân sử dụng, không có luật cho dân sử dụng súng thì không công an
cần gì phải có súng hả? Thì dân không có súng thì công an không có súng. Bạn này nói rất đúng, bởi vì khi công an, dân có súng thì công an họ mới sợ súng, họ phải có súng để mà bảo vệ họ. Còn dân không có súng, một cái dù cui không là cũng dân sợ rồi. Cho nên hai dân tôi thấy về Việt Nam, tôi thấy công an không có ai, không có anh nào mang súng hết. Tôi thấy đó là cái niềm vui và cái an ninh và an toàn cho đất nước. Chứ nếu đất nước mà không an toàn thì dĩ nhiên là công an họ đã mang súng rồi, họ chỉ mang dù cui không, cho chúng ta thấy Việt Nam là một đất nước an toàn nhất trên thế giới hiện nay. Bạn cứ tin tôi đi, ở chỗ nào có thể có khủng bố chứ ở Việt Nam khó lắm, khó lắm. Chỉ cần dùi cui với súng điện là đủ. Đó là một cái câu cuối cùng của cái bạn hồi nãy. Giới thiệu anh nghe thử bài Dáng Đứng Bến Tre để hiểu thêm về xứ dừa Bến Tre. Để hồi tôi có rảnh tôi vô tôi nghe, tôi chưa có dịp để nghe bạn Dáng Đứng Bến Tre, vô YouTube thì kiếm ra thôi. Anh Thủy là người công tâm, chính trực. Vậy suy ra anh là một nhà báo chân chính, đáng được tin tưởng. Cảm ơn quý anh chị và các bạn, và cảm ơn bạn rất là nhiều đã khen, đã tin tôi. Chào bạn Thủy, bạn phân tích rất hay và chặt chẽ, luôn ủng hộ bạn. Anh bình luận gì khi Nguyễn Văn Đài nói mỗi người dân khóc và viếng đám tang Bác Trọng được Bộ Công an cấp 500.000? Thì bạn biết Nguyễn Văn Đài là ai? Là luật sư, là luật sư. Nghe cái đám việt tân đòi tam quyền phân lập, đòi đủ thứ, đòi quyền luật sư đồ này nọ, bị nhốt vô tù rồi tống cho qua Đức để qua bên đó mày đòi đi, mày qua đó mình đòi nhân quyền, đòi tam quyền phân lập đi. Từ ngày qua bên đó tiếng Đức thì không biết, tiếng Đức thì không biết qua làm cái chi, cùng lắm đi bưng bàn, đi bưng chén đồ này nọ thôi. Để bưng chén bát rồi này nọ thôi. Thì mở một cái kênh YouTube đó, cũng để lên nói tào lao đó, tầm phào, đâu có ai nghe đâu. Bởi vì anh luật sư ở Việt Nam thì anh chỉ biết luật thôi, anh biết luật Việt Nam thôi, anh học luật mà, anh chỉ biết luật thôi, anh không phải là người làm chính trị. Ở Mỹ khác, ở Mỹ họ luật sư, họ có thể làm chính trị, họ có thể đưa ra những cái dự luật khi họ vô nằm trong chính quyền. Còn anh luật sư, tại sao anh không tham gia vô trong chính quyền để anh lên tới quốc hội để anh đưa ra những cái ý kiến của anh, những cái dự luật của anh ra, rồi nếu quốc hội họ thấy rằng là dự luật của anh là tốt cho đất nước, cho xã hội thì họ đồng ý, họ dùng cái dự luật của anh. Anh học luật ra anh phải bảo vệ cho đất nước, phục vụ cho xã hội, mà anh không bảo vệ, anh không phục vụ, anh đâu nghĩ cái chuyện đâu với thằng già, thằng điên, mấy cái đồ vớ vẩn, mấy cái đồ lưu manh ở đâu nước ngồi nó dụ anh, cái anh nghe theo nó, rốt cuộc cuộc đời của anh tàn ở nơi xứ Đức không? Ở tàn nơi xứ Đức. Bây giờ anh qua bên Đức, tiếng Đức thì không biết, bao giờ anh mới lấy lại cái bằng luật sư? Bây giờ bao giờ anh mới lấy lại cái bằng 4 năm? Bởi vì anh học luật sư thì anh không giỏi về toán và vật lý. Anh học luật sư là anh giỏi về trí nhớ và anh giỏi về triết học, chứ anh không giỏi về toán và vật lý và hóa học. Thì anh không thể nào đi học kỹ sư được. Bây giờ luật sư anh học cũng không được, mà kỹ sư anh học cũng không được. Thì anh chỉ có đi bưng phở. Cùng lắm là Việt Tân nó cho một cái chức vụ trong cái ban của nó. Để làm gì? Để anh nói cho kiếm view, kiếm đồ cho anh kiếm một ít tiền để anh sống thôi. Chứ anh nói chẳng có ai nghe cả. Không ai nghe, tôi cũng chưa bao giờ nghe. Tôi nghe mấy lần, mà nghe nữa là tôi cũng vứt. Cha này mà luật sư cái gì ta? Cha này mà luật sư gì? Nếu mà tôi đi học, tôi lấy bằng luật, tôi còn hơn anh rất là nhiều. Bởi vì tôi không học, tôi không học luật, không lấy bằng luật. Nhưng mà tôi dám đi ra tòa, tôi là làm luật sư để tôi biện hộ cho tôi. Nếu mà tôi học luật với anh,
tôi sẽ góp tay góp sức cho đất nước Việt Nam rất là nhiều, chứ không phải để mà chống phá, nghe cái lời cái tụi bá vơ, mấy thằng ranh con, mấy thằng lừa gạt, để rồi cuộc đời anh chẳng có gì hết, mất hết tất cả. Bây giờ làm lại từ đầu cũng làm không được, khó lắm, khó lắm anh ơi. Cùng lắm là đi làm công nhân quèn, đi làm lao động kiếm vài đồng để mà sống. Thì nếu những ở cái nơi mà ở có Việt Nam nhiều những người mà đi làm nhà sửa nhà thì anh vô anh phụ tay lốt gạch, lốt cục tiêu, lốt bếp, lốt đồ thì cũng được kiếm đủ sống. Chứ còn anh đi ra cùng lắm vô hãng làm lao động, làm dây chuyền với người ta vậy thôi, chứ chẳng làm được cái quái gì cả. Anh đòi hỏi rồi anh được cái gì? Anh Nguyễn Văn Đại hả? Bữa nay tôi mới nói chuyện với anh đó, hồi giờ tôi ít nói chuyện với anh lắm, tôi nói chuyện với mọi người, với những người khác, nhưng mà hôm nay tôi nói chuyện với anh bởi vì anh là một người luật sư đáng để cho tôi nói chuyện, để cho tôi phân tích cho anh thấy cái ngu của anh, cái khôn của anh là chỗ nào. Nói chung tóm lại, cái ngu của anh là 99%, anh chỉ có một cái khôn thôi, một cái khôn thôi. Bởi vì sao? Anh chống lại nhà nước Việt Nam là anh đã ngu rồi này, anh đi qua Đức là anh cũng đã ngu cái thứ bà hai này, anh làm theo ban đảng Việt Tân anh là cái ngu thứ ba rồi này, còn cái ngu thứ bốn là anh bỏ cả nghề cả nghiệp của anh, bây giờ anh đi qua bên nước Đức anh bơ vơ tôi với trời bơ vơ. Bên Đức đâu bao nhiêu người Việt Nam đâu, cùng lắm anh sẽ qua Mỹ, mà qua Mỹ anh phải qua lấy vợ bên Mỹ thì qua mãi còn ở lại với Mỹ, ở bên Mỹ này nọ anh còn sát cánh với cái ban đảng Việt Tân, anh còn đi lừa gạt đồng hương đồng bào bên Mỹ được. Chứ còn ở bên Đức anh lừa ai? Cao lắm lừa vài chục mạng, vài trăm mạng. Bởi vì ở đâu họ cũng ở rải rác hết, không có ở dầu một chỗ để cho anh lừa gà, chứ không để cho anh lùa gà để mà lừa gạt đâu. Các anh coi như bị bẻ hết trơn rồi, bẻ hết trơn rồi. Họ gặp anh là họ nói, hoặc cô giống như hủi, họ muốn tránh ra nhưng họ không nói. Từ từ họ né ra thôi, chứ họ không ai nghe các anh đâu. Đó là hôm nay tôi chia sẻ, tôi tâm sự với anh Nguyễn Văn Đài để anh mở cái trí anh ra tí. Người ta nói rằng là người ngu dùng sức, người khôn dùng trí. Mà anh không ngu mà cũng không khôn luôn, vì sức anh không có, trí anh không có. Mà ở Việt Nam anh bỏ rồi anh chạy là đúng, vì anh làm luật sư không được. Anh không có trí để anh bào chữa cho người ta. Anh làm luật sư là anh phải bào chữa cho người ta, bào chữa cho khách có tội, bào chữa thành ít tội à, chứ không phải là không có tội à, anh bào chữa cho người ta ít tội chứ anh đòi hỏi là phải tôi kể ông này là không có tội, không được. Thì bây giờ ra bầu thẩm đoàn, nếu mà người ta bào hết là anh có tội thì anh phải có tội thôi à, thì anh là luật sư, bây giờ anh thấy cái tội này nặng quá, bây giờ anh đưa những cái này, ông thân chủ của tôi, ông có giúp cho cái chùa này mấy trăm tỷ, mấy chục tỷ, giúp cho cái bệnh viện này bao nhiêu tỷ, giúp cho cái kia bao nhiêu tỷ, ông ta cũng là một con nhà cách mạng, gia đình liệt sĩ. Thì anh dùng những cái đó để anh biện hộ cho thân chủ của anh bớt được một ít năm tháng tù thôi, chứ đâu thể nào mà anh làm cho người ta tráng án được. Bởi vì người ta đã có tội, người ta đã nhận tội à, thì anh người ta đã nhận tội rồi mà anh nói là tôi không, người ta thân chủ của tôi không có tội, nghĩa là sao? Như vậy là có phải anh đã đi ngược lại không? Chứ mắc mớ gì, anh đã được đào tạo ra một trường luật, anh đã ra luật sư, anh đã ra làm việc giúp ích cho đời và cho xã hội, mà anh không giúp ích, anh đi đòi cái chuyện con ngỗng trời, con vịt trời. Thì bây giờ anh muốn đòi ngỗng trời, vịt trời thì nhà nước cho anh đi qua Đức, anh ở, anh ra qua bên đó, anh cũng nói năng làm xàm cái gì nữa. Giờ anh thấy cuộc đời của anh chưa? Thấy sướng chưa? Đi theo Việt Tân đó, có bao giờ anh tối đêm nằm về anh gác tay lên trán anh ân hận không? Tôi biết chắc có, cam đoan với anh là có. Thì bây giờ anh hết đường về rồi, hết đường về, chỉ chờ ngày chờ ngày ra tro ra bụi nơi nước Đức, hay cùng lắm anh qua Mỹ hay là qua Anh, qua Pháp. Nếu chỗ nào có cô nào đó anh lấy làm vợ thì người ta bảo lãnh anh qua theo đó. Thì tôi nghĩ chắc trước sau anh cũng qua Mỹ, bởi vì anh là trong cái ban Việt Tân thì trong đó mấy anh già chị già coi như bỏ chồng bỏ vợ nhiều lắm ở trong đó. Anh vô anh kiếm một bà bảo lãnh cho anh qua, cỡ anh như bà lái phi công trẻ thì chán gì bên đó
anh thuộc loại phi công trẻ, anh chỉ cần một máy bay vài giờ là anh được ở Mỹ rồi. Anh được ở Mỹ thì gần gũi mấy cái đám lửa gặp với nhau, anh dễ hơn, có bè có đảng hơn. Còn anh ở bên Đức anh có một mình, anh cô đơn lẻ loi, anh lừa gạt không được ai. Về bên Mỹ lừa gạt sướng hơn đó. À, về bên phố Bô Sa đó, tôi chỉ anh nha, anh phải về phố Bô Sa, phải này, Đỗ Phủ, được gặp Đỗ Phủ nè, Trúc Hồ nè, rồi Năm Lộc nè, Hội Trịnh nè, đó, còn rồi còn nhiều như nhiều lắm, nhiều lắm, như Đỗ Hoàng Điềm nè, Hoàng Cơ Định nè, Lý Thái Hùng nè, Hoàng Tứ Duy Duy nè, còn nhiều lắm, Nguyễn Tấn Lạc nè, ông Phan Kỳ Nhân nè, đầy đủ hết ở dưới đó, đầy lắm, ruồi muỗi ở dưới đó nhiều lắm, cho nên anh về bên đó anh kết hợp nó dễ hơn, mới tìm ra những cái đống phân lớn được, chứ phân nhỏ nhỏ là diện sống. À, nói tới phân là vì cái tổ chức đó nó cũng lưu manh lắm, vì nó xin là một cái tổ chức bất vụ lợi, nó có thể làm nó xin phân, xin phân đấy, có thể xin phân ở những cái công ty về cho tổ chức của nó. À, phân là gì? À, phân với tiếng Việt của ta là các bạn mọi người biết là cái gì rồi, mà tiếng Anh nó là phân, là chữ F, chữ U, chữ N, chữ D, là phân. À, thì nếu mà nghĩ ra là cũng giống như cái phân phân Việt Nam mà thôi, không khác gì cả, tức là người ta cho mình mà cho tiền cho cái phân. Bây giờ nó là bây giờ là cái công tổ chức của tôi là câu lạc bộ Việt Tân này, chúng tôi đang sinh hoạt giúp đỡ mấy người nghèo, người đuôi, người sức, người mẹ này, đi cho cơm cho đồ quần chúng này đó, chụp mấy cái hình qua mấy phim cái gửi lên nó, ok bây giờ chúng tôi xin một cái tài khoản một năm như vậy là 50.000 đô la này, 100.000 đô la này, vâng vâng thì đối với Mỹ, mấy công ty Mỹ 50.000 đô la, 100.000 đô la nó cho một cách dễ dàng và nó khai thuế được mà, bởi vì tụi nó lưu manh cái là nó xin cái giấy bất vụ lợi đó. À, đó đó, cho nên Nguyễn Văn Đài về Mỹ đi, qua Mỹ đi mới kiếm ăn được, mới kiếm phân, có phân mà đớt, còn bên Đức có phân đâu mà đớt. À. Một bạn khác hay quá với câu hỏi của em, anh tấn công vào tâm can ông Ngô Kỳ, ông ấy màu vàng nhạt rồi. Anh Thủy lên kênh đến hết năm nay, đảm bảo lúc ấy bên Cali một màu đỏ rực. Cảm ơn anh, không dám đâu, bạn tôi không có đủ cái quyền lực để mà kêu gọi để làm cho một cái phố Bô Sa thành một màu đỏ rực. Bên đó có Trương Quốc Huy, có Tạ Đức Trí, có Taylor Dịp, có gì thị trưởng gì lên nữa, nhiều lắm, có nhiều rồi, có nhiều rồi, mấy người đó đó. Vinh danh Ngô Kỷ một đời chống cộng, đã giả tràng xe cát Biển Đông, một đời mà chẳng nên công cán gì. Chào Châu Trương, cho tôi hỏi những người về hưu họ lương hưu có phải đóng thuế nữa không mà phải khai thuế? À, tôi có chia hồi nãy rồi đó bạn, thì họ cho mình được làm 17.500 một năm khỏi phải khai thuế. À, muốn khai thì khai, mà không khai cũng không sao cả, không khai bắt buộc mình phải khai, bởi vì khi họ lôi ra họ lục ra họ nói rằng ô thằng này nó làm dưới 17.500 thôi, nó không khai cũng được, nó Việt Nam nó ở luôn cũng được không sao cả, nhưng mà bạn có những trên đó thì bạn phải khai. Đó là những người về hưu. Đỗ Thông Minh nên đọc là Đỗ Thông Minh, vì Việt Nam gọi mù đỗ gọi là đậu, cho nên đọc đúng phải là đậu mù tịch. Đậu mù tịch là đậu gì á? Hơn nữa Việt Nam người ta học thật chứ không phải học giả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong chương trình sắp tới.